Nguyên Giáp đã vào đến bể Hà Giang. Lực lượng anh em đang vận chuyển máy Nguyên Giáp vào Hà Giang. Lên đi, lên đi, mạnh lên. Đầu lò kéo đầu kia nhá. Rồi, máy vào nơi rồi. Tuyệt vời lắm, cố lên. Đi 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 đi, cố lên, đẹp cực kỳ rồi. Nói đi, nói đi, nói đi. Lên đi, lên đi. Đẹp rồi. Rồi, 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 cuốc rồi. Dừng đi. Đẩy vào trong kia đi.